Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Tôi Lý Phong. Hôm nay các bạn xong suối, bắt đầu là sẽ làm dàn. Đây là dàn giáo là các bạn đang làm. Các bạn làm dàn giáo xong thì bạn nêu sẽ trèo lên và sẽ cắt những cây gỗ này để cho nó thẳng ra. Còn chiều nay là các bạn ấy mới dựng được có mấy thanh, mấy cái cây gỗ lên thôi. Cái này là mình sẽ làm dàn giáo, làm cẩn thận. Sau này các bạn ấy phải nhấc những cây gỗ to, nên là các bạn ấy đứng nó phải vững. Bạn ấy cũng đã làm cái cây gỗ rất là to. Ngày hôm nay hồ cá là cũng đã được thả cá rồi. Còn ở bên kia là ô đi vào đủ là đang tràn đất vào và đang đắp đất thêm để cho nó nước nó dâng cao. Somete peda depois socom com teja simbri. Chỗ này mà đắp kín vào thì nước nó dâng lên rất là nhanh. So, faites ça là du kiso. Allez, ne mettez ça de terre, jamais t'es bon. Pour les mettre terre, jamais. C'est où para de saco. Mettez à qui terre. Si. Ngày hôm nay các bạn xong suối là đang đào rãnh này là rãnh nước để cung cấp nước cho vườn ở khu vườn chỗ khu dưới này. À, các bạn ấy đào mới rất là lông thôi nhưng mà cũng đã có nước nó rỉ ra, khả năng là một phần là nước nó rỉ ra trên vườn của nhà Antonio xuống dưới này. Các bạn ấy chia nhau và căng dây thì nó mới thẳng, nhưng mà dù có căng dây như nào nhưng mà một số người là một số các bạn là các bạn ấy đào cái rãnh nó rất là cong, nó không được thẳng. Như này là các bạn ấy đào sâu như này là cũng được rồi, là sau này đựng nước rất là nhiều. Cũng là cái rãnh nước này là cái rãnh nước sau này là để cái hồ nước kia nó thoát nước đi qua hướng này chứ không chảy ở ngay chỗ cửa đập kia. Ngay chỗ cửa bà đập kia thì sau này sợ nó phá bà đập nên là mình sẽ lắn đường nước nó chảy qua đây và các bạn ấy sẽ có nước để tưới tiêu. Chỗ này là các bạn ấy chia nhau ra làm là chỗ có 5 người là các bạn ấy đào 50 mét, là đã gần hết cái đường từ đây xuống kia là gần hết đất của hai quy rồi. Chiều rộng thì mình cũng không đo, mình chỉ áng chừng bằng hai cái cuốc thôi, chiều rộng của cái rãnh nước này. Đất rất là mềm, đất dưới rất là ẩm và mềm, các bạn ấy đào cũng rất là dễ. Ok. Trên này chỗ này là không có nước. Chỗ đầu kia là nước của nhà Antonio ngấm sang. Mới tiên là các bạn ấy đào là rãnh là mỗi người chia một khoảng nên là mỗi người đào một kiểu. Về sau mình lại phải lắn lại cho các bạn ấy cách đào. Người thì đào mặt bên kia dây, người này đào mặt bên này dây nên là đến lúc cái rãnh là nó không được thẳng nên là mình cũng đã sửa lại ngay lúc đấy. Nên các bạn ấy giờ là đào là cũng đỡ rồi. Càng về trên kia thì đất khô là rắn hơn một chút, còn phần dưới chỉ được phần dưới kia là nó ẩm. Chỗ này đất các bạn đào sâu như này là cũng được, rất là tốt. Đây là rãnh đầu tiên các bạn đào như kiểu cái hố.
như kiểu cái hố ấy. Còn kia là mình hướng dẫn lại các bạn ấy. Các bạn ấy bây giờ mới đào được cái rãnh nó đẹp đẹp. Ở phần dưới kia là các lúc các bạn hơi sai một tí nên là đào cái sau lại sửa lại nên là cái rãnh lại to. Sau này mình sẽ mở những cái ô, nghĩa là mình tạo thành một số ô to. Bạn này thì là đào bên mặt dây bên này, còn các bạn kia thì đào bên kia dây. Nên là rãnh là nó đang bị cong. Mình qua cho bạn Phi Dê xem sáng nay các bạn ấy trồng rau như thế nào. Rau thì sáng nay các bạn trồng rồi, trồng các bạn ấy tưới nước một lần lên, tưới ẩm đất xong các bạn mới trồng. Trồng xong một cái các bạn đậy lại ngay, nhưng mà trong ngày mà cái rau cải của các bạn ấy đã bị héo hết rồi. Dù có đậy cái lá chuối lên nhưng mà vẫn bị héo. Esi amanya tapa quam utulo vua Akura Kaga wa umave để po continua utru. Đó vi. Sí. Com de que co, com de bao đi kể. Lot man so e ni umiru de folha. Đó tên đấy. Bây giờ các bạn ấy tưới qua nước đi để cho cái lá nó ẩm, để đêm đến sương nó xuống cái lá nó hồi lại thì nó khó chết hơn. Chứ không thì để đến ngày mai là mình lo là các bạn ấy mật, các bạn ấy sáng mai mà không đậy vào là buổi chiều mai nắng rất là to, có thể là cái rau này sẽ chết. Ở đây trồng rau rất là khó về mùa khô này, nếu mà khi mà lọ đã mọc rễ ra rồi ấy, thì các bạn chăm sóc thì nó dễ hơn. Bên này thì cái tươi hơn là đuôi cây ma. Bạn bỏ ra chỗ thì vẫn còn tươi, chỗ thì héo. Cũng khả năng là bạn ấy đậy hơn muộn một tí nên là nó mới bị như vậy. Nhưng mà đêm nay mà các bạn tưới nước vào thì nó sẽ ngóc hết lên, rau nó sẽ ngóc lên, nó không bị ảnh hưởng nhiều. Sáng mai các bạn đậy lại một lần nữa, một ngày nữa, ngày kia là có thể là không phải đậy rồi. Đến hai ngày là khả năng là rau đã bén rễ, nó mọc được ra rễ mới là nó sẽ khỏe hơn. Đất ở đây của các bạn ấy nó bị bạc màu nên là đất nó cũng kém hơn. Các bạn chịu khó tưới phân đạm và ngâm lá xanh. Ngâm lá xanh thì các bạn tưới một phần vào nữa. Chỗ rau giống này các bạn ấy cũng trồng được 3 luống là hết một lửa già rồi. Còn một lửa già nữa. Bây giờ mình sẽ qua đấy, qua cái chỗ luống mà các bạn ấy thì đã nhổ rau ra trồng. Chỉ có 2-3 hôm là rau ngày hôm qua ngày hôm nay đã khác rồi. Rau chỉ có từ ngày hôm qua ngày hôm nay mà rau đã tốt và đẹp như này rồi. Chỗ này là rau cải, còn ở bên này là rau cải ngọt. Mỗi ngày một khác. Aki tây mai. Chỗ này có một góc có rau. Rau này mình cũng có thể đánh ra để trồng được, nhưng mà trồng được mình nghĩ là đánh ra nó sẽ nhanh già và khó lên hơn. Mai mình sẽ đánh ra để trồng thử một luống xem là nó có đẹp không. Cả một luống rau. Thank you.
cà ga sinh ra quả bông, mũi tù bông, bún y tù. Bạn cứ chịu khó tưới nước như vậy là rau rất là đẹp. Nhưng mà bên này là rau dền, bây giờ càng lên nhìn càng dày, nó chỉ lên cao khoảng tầm 10 phân là các bạn ấy phải tỉa ra rồi. Chỗ này là chỗ nào thưa cái là cây lên khỏe hơn, còn chỗ nào dày thì sau này nó sẽ hỏng. Như bên này, như mình thấy chỗ này rất là dày này, nó dễ bị hỏng này, sau bị nấm là nó bị lủng rau. Đây là bạn đang đánh rau ra để trồng. Rau này cải, rau cải này cũng đã to rồi, các bạn không đánh nhanh ra trồng là to quá, là đánh ra nó khó đánh hơn, mà trồng nó rất là dễ chết. Como su sa? Obrigado, tá bom, Tony Fan. Ok. Trabalhar sim, Tony Fan. Bạn ấy vừa đi làm việc về, giờ bạn ấy sẽ cầm tới đây và trồng như thế nào thì mọi người theo dõi video để biết được cách các bạn ở châu Phi nè, các bạn trồng. Đây là nước các bạn đã tưới ẩm rồi. Có mao sao? Cava poco, poco pequeno. Các bạn tưới ẩm và các bạn trồng như vậy nó mới nhanh, xong rồi quay ra là bạn phi dê là sẽ đi tưới nước. Trồng rau thì rất là dễ, nếu mà các bạn ấy chăm sóc được thì rau lên rất là đẹp. Còn các bạn ấy mà chăm sóc không được, ông mình ta mai banh xây mai subiu mai trinta aqui sim. Nếu mà bạn ấy chăm sóc mà rau chăm sóc không tốt thì là rau sẽ không lên tốt được. Về mùa này trồng rau là mình không nhìn thấy có bọ nhảy. Về mùa tháng 2 là thường rất là nhiều bọ nhảy, tháng 2 với tháng 1. Các cái gai giá quá. Bây giờ thì ra vai tirar de couve, meio de canteiro, você quer, você carregar água, sim. Um vagabundo bem nessa aqui. Não, vai que essa couve aqui, enquanto estou falando, essa couve estou em chão já, sim. FG molhar, eu plantar outro lado. Sim, não demora. Fazer sim, any planta demora. Bạn Miu Tồn đang nói chuyện là chia đôi công việc, một người đi tưới, một người thì đi trồng. Cây rau rất là to, trồng nó chỉ cần lên được 2 ngày thôi là rau sẽ lên rất là đẹp, nó sẽ không bị chết. Các bạn đi tưới nước ngày tưới 2 lần, mai đậy một lần nữa, sáng mai tưới xong rồi các bạn sẽ đậy vào. Mùa này các bạn đi trồng cỏ nó cũng lên ít, tại vì là về mùa khô rồi. Hôm nay các bạn xuống suối là đang làm dàn để chuẩn bị làm nhà thế kia, và các bạn ấy đang đào rãnh nước. Còn ở trên này là bạn Miu Tồn là bắt đầu đã trồng rau rồi. Rau các bạn ấy ươm là được nửa tháng nay. Rau hôm nay bắt đầu lên tốt nên các bạn phải trồng ngay, không để 2-3 hôm nữa rau to trồng nó sẽ bị chết. Còn thời lượng video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh. Bye bye các bạn. Bye bye các bạn.